Làm sao bây giờ đây Tôi còn định gặp ưng bi ơn Quỳ gối trước mặt con bé cầu xin tha thứ mà Cha Sơn Minh, Anh nhất định phải gặp ưng bi ơn Quỳ gối trước mặt con bé xin tha thứ Hãy nhớ là dù ưng bi ơn có tha thứ cho anh Dù anh có chết Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu Tôi không có được cơ hội nhận sự tha thứ từ ơn bi ơn rồi anh cha sang mi anh đã rơi xuống vách đá mà không lý nào lại còn sống chứ tôi đã quay trở về đây từ địa ngục mà tôi là người bất tử không chết được đâu han trong y ơn bây giờ cô không nên ở đây mà đúng không hãy dùng mọi cách để thoát ra ngoài như vậy thì cuộc chơi mới bắt đầu được chứ ừ. <cười> <cười> Quan trọng nhất là phải tìm ra chứng cứ gô thể Hê giết hại cha sang đi. bây giờ anh sẽ bắt cô thì hi anh phải chiếm được tình cảm của cô ta và sau đó vì em anh sẽ khiến cô ta gục ngã hoàn toàn giờ anh đang làm gì đây hả minh Jun -e trước giờ cứng hơn cả tường đồng vách sắt sau nay lại lôi em vào khách sạn trước vậy không lý nào chỉ trong một buổi sáng anh lại từ bỏ han chong yên và trở thành người đàn ông của go thê -hi này từ bây giờ anh sẽ sống thoải mái hơn anh quyết định không quan tâm han chong Eun cứng đồ và không bao giờ biết suy nghĩ cho anh thêm nữa dù biết anh nói dối nhưng em vẫn cảm thấy vui lắm anh đã thành người đàn ông của em giống như ý em mong muốn rồi vậy em có thể làm gì cho anh có thể cho anh thấy chỗ của cha sang min không bên cạnh em sao thật sự là anh đang nghĩ tới chuyện kết hôn với em à không có gì là không được cả Anh đã sẵn sàng làm người đàn ông của em rồi chứ? <laughs> Nhưng mà anh cảm thấy hơi lo sợ một chút. Sợ à? Kết cục của cha Sang Min thật quá bi thảm. Là do anh ta tự rước lấy thôi. À, cũng đúng mà. Cha Sang Min phải bị trời phạt mới được. anh ta là nghi phạm số một. Trong vụ giết hại Bia ơn Nếu đổi lại anh là em. À không. Ngô Thi Hi mà trước giờ anh biết sẽ không bao giờ để yên cho cha Sơn Minh như vậy đâu em không phải là người như anh nhìn thấy đâu thì à đừng làm như vậy mà không phải em đẩy anh ta cha Sang min định đẩy em xuống vực trước nhưng em tránh được bởi vì gió thổi mạnh cho nên anh ấy mất thăng bằng sau đó anh ấy rơi xuống vách đá vậy han trong Yên không liên quan đến cái chết của cha sang minh sao đúng vậy nhưng bây giờ han trong Yên nhất định phải trở thành tên tội phạm giết người theo ý em anh đang nghĩ gì vậy Đỉnh bài trò gì à? à chỉ là thói quen nghề nghiệp lúc anh còn làm cảnh sát thôi mà anh ôm em một lát đi thích thật rất ấm áp bấy lâu nay em cảm thấy rất cô đơn tới lúc phải đi rồi anh phải đi tắm cái nữa cậu có chuyện gì vậy? sao hôm nay giám đốc Gô thuê xong lại muốn gặp riêng tôi? phó giám đốc Gô định sẽ gánh một mình sao? nhưng mà Sao nghị viên của chúng tôi lại được loại ra? Thay vào đó tôi có một việc cần giúp. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ tới sở cảnh sát để tự thú. Phu nhân hãy giữ danh sách đó. Sau đó thì sao? Tôi sẽ theo sát hành động của giám đốc Go The Hi. tôi sẽ gánh hết mọi trách nhiệm thay chị ấy, hành trong yên, à không. Elis Han phải được thả ra lập tức. À, tôi đã có nghe nói Chuyện giám đốc Go Thê Hi báo cảnh sát bắt giữ Elis Han vì tôi bắt cóc và giết chết cha Sang Min. Nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng giám đốc Go Thê Hi được. Chưa chắc Elis Han sẽ được thả ra. Nếu vậy thì sao? Nhờ phu nhân để ý giám đốc Go Thê Hi dùm, như vậy tôi sẽ giữ đúng lời hứa đó. Nghĩa là tôi sẽ xóa tên của nghị viên xong ra khỏi danh sách quỷ đen và không để ai biết tới bí mật đó. Còn nếu tôi từ chối? vậy thì tôi sẽ giao cho cảnh sát sổ ghi danh sách quỷ đen thật sự nếu vậy thì nghị viên xong sẽ không được quyền ứng cử cho nhiệm kỳ tới phòng hỏi cung bên cạnh là hàng trong mi ơn còn ở đây là gô thê song anh tâm trạng của tôi đang rất lạ vì cả hai vợ chồng anh kẻ trước người sau đều bị bắt vô sở cảnh sát này Bây giờ trông như anh thế nào rồi Cô ấy có gì không ổn không Trong đời cô ấy chưa bao giờ bị đối xử như vậy hết Xin cô đừng đối xử cứng nhắc với cô ấy quá nha Anh đã quên lý do tại sao Mình lại ngồi ở đây rồi hay sao Sắp phải điều tra những thứ liên quan Tới quỹ đen của Trinh Quan Và những quan chức cấp cao trong giới chính trị rồi Việc này cần chuẩn bị kỹ tinh thần Xin hãy cho tôi chút thời gian Bắt đầu từ sáng mai các cô hãy bắt tay điều tra. Giờ gọi một cuộc điện thoại đi. Cậu nói gì? thế xong tới sở cảnh sát tự thú. Dạ, thưa chủ tịch. <laughs> sao nó lại dại dột như vậy? Vì không thể quên trong y ơn mà thế xong định phá hỏng chuyện lớn sao? Không hiểu nổi rốt cuộc y ơn nó đã làm gì mà thê sống phải chịu đau khổ dày dò lâu như vậy Tôi không thể để nó làm theo ý mình nữa Tôi phải ra ngoài một chuyến Thưa Chủ tịch Bây giờ Bên ngoài đã tăng thêm rất nhiều vệ sĩ rồi Họ canh chừng phòng của Chủ tịch chặt lắm Gọi ngay Thê Hy tới đây cho tôi <cười> <cười> Con nhỏ kia, cô nhất định phải nhấn em mình xuống bãi lầy như vậy hay sao? Cô đã quên Thê Sông là ai rồi hả? Cô đúng là đứa con quá nghiệt mà. Đúng là dù mẹ có đang ở trong bệnh viện, thì mẹ vẫn có thể nhìn xa trong rộng thật. Cô hãy lập tức thả Thê Sông ra. Là cô Thê Sông tự tìm tới sở cảnh sát tự thú mà. Con đâu có làm gì đẩy Thê Sông vào đó. Cô không được làm gì có hại tới Thê Sông. Cô nghe rõ chưa? Con không thể ngăn cản Thê Sông lại được vì với nó hành trang nguyên quan trọng nhất chứ không phải là trinh quan nếu giờ không loại bỏ hành trang yên thì thê sông chắc chắn sẽ sụp đổ tôi sẽ ngăn chuyện đó tôi sẽ tìm cách khiến cho thê sông rời khỏi hành trang ý chỉ như vậy thôi thì chưa đủ đâu cô nói gì thê sông phải làm cho hành trang yến bỏ ý nghĩ đối đầu với con à không thê sông phải hoàn toàn loại bỏ hành trang yến mới được nhất định phải làm điều đó và còn một chuyện nữa thế song nhất định phải một mình gánh chịu mọi trách nhiệm về những việc mà bản thân mẹ gây ra trong quá khứ theo những gì cậu ta đã hứa thề hi à xin chủ tịch đừng gọi con như vậy thề hi à dù ở sâu thẳm trong lòng con có oán hận hay là căm ghét mẹ tới đâu đi chăng nữa với mẹ con vẫn là đứa con yêu quý mẹ rất tiếc vì đã để con trở thành con người tàn nhẫn và ác độc như vậy, chính mẹ, chính mẹ đã làm con thành ra như vậy. mẹ đã sai rồi thê hi, mẹ rất xin lỗi con. À, xin chủ tịch dừng lại đi. chủ tịch đừng làm những chuyện trái với lòng mình như vậy nữa. nếu như thật sự muốn xin lỗi con, vậy thì hãy quỳ gối trước mặt của con mà nhận lỗi đi. còn nói gì hả? kêu mẹ quỳ gối xin lỗi con sao sao con dám hả từ đó tới giờ tôi chưa từng coi chủ tịch là mẹ của tôi thậm chí là một lần cũng không <laughs> ráng mà bảo vệ thế sông của bà đi thế ạ <laughs> Ngô Thị Em nói như vậy nghĩa là sao Em nói cha Sơn Minh còn sống sao Chính mắt em đã nhìn thấy anh ta đó Có đúng là cha Sơn Minh không Chính xác là gương mặt đó Anh ta nói trở về từ địa ngục Anh ta là một con người bất tử còn cứu em phải tìm đủ mọi cách để ra ngoài. Vậy cuộc chơi mới có thể bắt đầu được. <laughs> Nếu bây giờ anh ta còn sống, đó là chuyện tốt hoàn toàn có lợi cho em. Vì em có thể thoát khỏi bị tình nghi giết chết cha Sang Minh. Ngay bây giờ, phải báo cảnh sát biết là cha Sang Minh vẫn còn sống. Đợi thêm một thời gian nữa đi. Đợi thêm một thời gian nữa sao? Nếu giờ cha Sang Minh lộ diện thì không được phải bắt Gô Thê -hi vì tội bắt cóc và giết hại cha Sang Min trước. Sau đó, tiết lộ tin cha Sang Min vẫn còn sống. Lúc đó cho dù Gô Thê -hi có thoát được, cũng phải để cho mọi người được biết những việc xấu xa mà Gô Thê -hi đã làm lâu nay. Anh đã tìm hiểu qua rồi, Gô Thê -hi không tự giết cha Sang Min, mà là cha Sang Min trượt té xuống vách đá. Tất cả chuyện này hoàn toàn không có liên quan tới em anh đã ghi âm lại rồi em không có đẩy anh ta cha Sang Min định đẩy em xuống vực trước nhưng em tránh được bởi vì gió thổi mạnh cho nên anh ấy mất thăng bằng sau đó anh ấy rơi xuống dưới vách đá vì Han chong không liên quan gì đến cái chết của cha sân miên sao đúng vậy nhưng bây giờ Han chong nhất định phải trở thành tên tội phạm giết người theo ý em sao cô thì lại dễ dàng thú nhận vậy chứ chú hiếm không lẽ anh em không cần phải biết anh đã dùng cách gì để ghi âm cuộc nói chuyện em đừng lo lắng gì hết em cũng biết rồi mà. Em là cuộc đời anh, cũng là lựa chọn của anh. Giúp em một chuyện đi. Đoàn phim quay lại cảnh Ưng Bi ơn và Gô Thê Hi đang đợi ở phòng dự phòng của tập đoàn Chinh Quan. Giờ anh Đưa cái đó cho truyền thông báo đài giùm em Cái này là gì vậy? Là lời thú nhận của cô Thi Hi kể lại việc Chứng kiến Cha San Min tự rơi xuống vách đó vậy Cô Thi Hi nói cô ta không trực tiếp để Cha San Min Nhưng cô ta không có cố ý cứu Cha San Min còn trong Ân thì không có mặt ở đó. Ừ. Nhưng sao cô Thi có thể tự thú nhận vậy? Tuy không phải chứng cứ mang tính quyết định, nhưng cũng đủ để bắt cô Thi về điều tra. Đây cũng là chứng cứ chứng minh hàng trong ơn không phải là thủ phạm giết cha Sang Minh. Đúng vậy. Nhân tiện nói luôn, ở đây có người của cô Thi -hi. Cô nên trực tiếp giao cho đội trưởng lệnh bắt kẻ tình nghi nhất định phải nhận được được rồi tôi hiểu à hàng chông bi ơn cũng được thả ra rồi bằng cách nào ừ, hình như là nhờ tay chân của nghị viên xong nghị viên xong sao à cô thê xong cũng tới đây tự thú rồi Anh cũng đã tự thú để chồng Yên được thả ra sao? Anh đồng ý chịu tội thay cho Gautier hi sao Là cái gì đây? Không lẽ từ trưởng phòng, bây giờ anh quay lại làm cảnh sát nữa rồi hả? Dù không có anh đi nữa, tôi vẫn có thể cứu chồng Yên ra. Sao anh lại nóng vội như vậy chứ? Nóng vội? <laughs> Tức cười thật. Không phải trước giờ, anh luôn là người muốn tôi phải thu kém anh hay sao? Nếu tôi phải vào tù bóc lịch, vì chịu trách nhiệm về quỷ đen như vậy không phải đã trúng ý anh và chủ tịch bé rồi hay sao tôi tưởng rằng anh muốn làm cho cô thi hi sụp đổ chứ không biết anh mới cái đó đã từ bỏ rồi ai nói tôi từ bỏ chứ sau này tôi sẽ quay lại chinh quanh xây dựng chinh quanh hoàn toàn mới vậy thì ngừng ngay cách hành động đánh bom liều chết đi bắt cô thi hi đã nếu cho sang minh bắt tay với cô thi hi tập đoàn chinh liên quan sẽ còn lao đao hơn nữa <laughs> cha sang min à hiện giờ cha sang min vẫn còn sống nhưng mà chúng ta phải giữ kín bí mật này nếu như muốn bắt được cô thi Hy, tạm thời bây giờ cha sang min phải là người đã chết mới được Chào Phó Giám Đốc. Tôi nhận được tin. Cha Sang Minh vẫn còn sống. Chúng ta nhất định phải tìm cho được cha Sang Minh. Anh nhớ hành động thật kín đáo. Tôi dám chắc lúc nào đó, cha Sang Minh sẽ quay lại tìm cho Yên và chị Thê Hy. Nếu tìm được cha Sang Minh, thì những nghi vấn trong vụ việc chị Thê Hy bắt cóc Biên vào hai năm trước đều sẽ được làm sáng tỏ một lượt tôi hiểu ý anh rồi tôi sẽ bắt tay tìm ngay anh ngủ ở ngoài sao gọi cũng không được Thư ký Kim Hôm qua phó giám đốc cô thuê xong mấy giờ Sao Sợ cảnh sát Tại sao anh thuê xong lại đi tự thú Giám đốc lại làm gì rồi có đúng làm hay không Làm gì Mà hôn chú Tại sao anh ấy lại nhận hết trách nhiệm về vấn đề quỷ đen chứ Lý do để anh thuê xong nhận hết trách nhiệm về mình đã quá rõ ràng Lý rồi Lý do đương nhiên là có Là gì hành trông miên Giám đốc nói vậy là ý gì Hàng trông miên liên quan gì tới quỷ đen của chiên quanh Không lẽ anh Thầy Sông vì muốn cứu Hàng Châu Mi ơn thoát khỏi vụ Bình Tình Nghi, giết cha Săn min nên mới làm chuyện dạy dột như vậy sao? Trước giờ cô muốn kết hôn với Thầy Sông biết bao nhiêu. Nhưng Thầy Sông chỉ nghĩ tới mình Hàng Châu My ơn thôi. Mà hồng chu cô cũng là một phụ nữ có số phận. Đáng thương quá rồi còn gì nếu không còn gì thì đi ra ngoài đi mới sáng phu nhân tìm tôi có việc gì không ạ à? giờ phu nhân đang nói gì vậy cảnh sát đã thả han trong nguyên sao Phu nhân nói Nếu không làm vậy Thì sông sẽ lập tức công khai sổ danh sách quỷ đen Cả tên của nghị viên sông lên báo sao Tôi hiểu rồi phu nhân Cái tên gô thê sông <laughs> Cô nói chuyện với tôi một chút đi Anh muốn nói chuyện gì Tôi không hiểu anh với chị Thê Hi, Sao lại phải có cái mối quan hệ đó Tôi như rơi vào dũng lầy Tôi càng cố dùng giấy để thoát ra khỏi nơi đó Thì càng khiến cho bản thân mình lún sâu thêm mà thôi Tuy là tôi biết mình đã lựa chọn sai Nhưng lại không có can đảm làm bất cứ chuyện gì tôi đã hèn nhát dù biết là bản thân không có tư cách gì nhưng dữ liều mạng bất chấp hậu quả ôm cô cho thỏa lòng tôi thành thật xin lỗi đừng bao giờ tha thứ cho tôi nhưng hãy tin vào tấm lòng của tôi tình cảm của tôi dành cho cô là xuất phát từ trái tim anh là đồ xấu xa anh còn là con người không chà đạp lên lòng tự trọng của người phụ nữ ngây thơ còn làm tổn thương tình cảm chân thành của cô ấy nữa anh đã bóp chết tình cảm của tôi rồi anh ra ngoài đi làm ơn ra ngoài giùm tôi đi sao chủ tịch đã trốn khỏi viện điều dưỡng rồi sao không nghĩ cũng biết Bây giờ chủ tịch đang đi tìm cô Thê sông Mau gọi thư ký cha anh tới sở cảnh sát đi Mẹ ơi à, Sao mẹ lại tới đây được vậy Mẹ tới một mình sao Mẹ đi như vậy là có gì thì sao đây à, Để cho mẹ có chuyện còn hơn Cái thằng này Sao con lại ở sở cảnh sát hả Con tới đây để làm gì về với mẹ đi Hả? Đi thôi con Mẹ à Xin mẹ hãy bình tĩnh nghe con nói đi Thế xong à Mẹ hiểu lòng con Mẹ biết là con muốn Ở gần hành trong y ơn cỡ nào Nhưng phải bỏ cô ta thì con mới sống được Tập đoàn Chinh Quan mới không bị lung lay Tại sao con phải vì cô ta Mà gánh tội thay cho Thê Hy Không được Chuyện đó tuyệt đối không được Xin mẹ hãy hiểu cho lòng con Thay vì để trong yên bị thương Thì thà để con bị thương còn đỡ hơn Như vậy con mới có thể bình tâm Như vậy con mới có thể sống được Mẹ biết thời gian qua Trong yên đã phải chịu đau khổ như thế nào mà Đầu tiên là ân nô Rồi bí ơn Cả ba của cô ấy cũng đã ra đi Nhưng mà bây giờ vì chị Thế Hy Mà cô ấy bị bắt vì bị tình nghi Giết hại cha Sang Minh Vậy mà mẹ Mẹ bắt con bỏ mặt cô ấy được sao Con không thể làm được đâu mẹ à Vậy thì Con kêu mẹ phải làm sao Chẳng lẽ đối với con mẹ không là gì hay sao Những gì đã nợ với chồng y ơn Sau này mẹ sẽ trả lại hết Nếu như ác duyên này còn kéo dài tới kiếp sau Mẹ sẵn sàng hạ mình đi làm đầy tớ cho chồng y ơn sai khiến mẹ à tình mẫu tử nhìn sao mà cảm động quá ma hông chu tới thăm tôi hả khách không mời mà tới nên đi cho cha sang minh vẫn còn sống làm sao cô biết chuyện đó cô đã gặp cha sang minh thì ra cô cũng biết anh ta còn sống sao cũng đâu có gì tôi chỉ nghĩ có thể cha sang minh bị mất tích thôi nếu làm sáng tỏ chuyện cha sang minh vẫn còn sống cô có thể thoát khỏi diện tình nghi giết hại cha sang min <laughs> vì vậy phải bắt cha sang min rồi lôi tới đây giao nộp cảnh sát hả đổi lại hãy hứa với tôi một chuyện cô chỉ cần hứa với tôi là không bao giờ quay lại bên cạnh của anh thê sông nữa <laughs> hình như là cô hiểu lầm tôi rồi đó mà hồng chu không phải tôi bám theo mà là phó giám đốc cô thê sông theo tôi mới đúng bởi vì cô nên anh thê sông mới làm vậy Hãy cắt đứt với anh ấy thật lạnh lùng và nhẫn tâm đi Anh Thê xong đã vì cô mà không ngừng ngại làm bất cứ chuyện gì đó Cô đang nói linh tinh gì vậy? Thê xong vì tôi mà làm những chuyện gì chứ? Cô có biết anh thê xong đã làm gì không? Vì cứu cô mà anh ấy đã tự thú và xin chịu trách nhiệm về quỷ đen đó Tôi cầu xin cô Làm ơn Đừng bao giờ cướp anh thê Sông khỏi tôi và Kai Ram nữa Như vậy Cha Sang Mi sẽ không tới làm việc Elis Han nữa Tôi cam đoan Tôi sẽ làm cho anh ta sớm bị bắt Chuyện về Go Thê Sông Cô không cần phải lo gì hết Tôi đã không còn lưu luyến gì với anh ta rồi mà Còn chuyện cha Sang Mi vẫn còn sống Cô hãy giữ kín, đừng để cho ai biết Tại sao phải như vậy chứ? tôi không thể để cô biết quá nhiều chuyện tôi với cô đâu phải là quan hệ thân thiết gì đâu tình mẫu tử giữa hai người thật cảm động chủ tịch phải vượt qua bức tường thép gai lạnh lẽo để gặp thê sông cái này cũng có thể gọi là biểu hiện không tỉnh táo chị tới đây làm gì vậy hả nghe nói hôm trước cậu đã gặp vợ nghị viên sông Đúng là em trai thê sông của tôi chu đáo hơn người Trước mặt tôi thì diễn kịch sẵn sàng vào tù Gánh hết trách nhiệm vì tập đoàn chiên quan Nhưng sau lưng tôi Lại bắt ta với vợ nghị viên sông Để cứu hành Trong Yên ra sao Chị tưởng tôi sẽ tin lời chị nói Và tiêu hủy những chứng cứ đó hay sao Được thôi Bây giờ tôi sẽ thả hành trong Yên ra ngay Nhưng còn cậu thì không thể được Tôi sẽ bắt cậu Gô thê sông Bị giam ở trong tù Từ 5 năm cho tới 10 năm để trả giá Thê Hi à, sao con có thể làm như vậy hả? Thê Sông không phải em trai của con sao? Sao con tàn nhẫn với nó như vậy? Tất cả, tất cả đều là lỗi của mẹ. Mẹ sẽ nhận lỗi với con. Nếu mẹ quỳ gối trước mặt con để xin lỗi, con sẽ tha cho Thê Sông, đúng không Thê Hi? Mẹ hả? Sao mẹ lại làm vậy? Quỳ gối xin lỗi là sao? Mẹ hãy nghe con, mẹ không thể làm vậy được chỉ cần tốt cho thê xong mẹ có thể làm bất cứ chuyện gì để cho thê xong được sống bình an mẹ có thể hy sinh mạng sống của mình vậy thì bà quy gối xin lỗi đi chị thê hy chị đang làm cái gì vậy hả bà quy đi nếu vì thê xong mà ngay cả mạng sống của mình bà cũng không tiếc thì quy gối trước bà con cái có gì đâu khó khăn chị hãy lập tức dừng lại ngay đi Mẹ, mẹ, đừng mà Thê Hi à Mẹ xin con đừng đụng tới thê xong Con muốn mẹ làm gì mẹ cũng chịu hết Mẹ hứa <laughs> Vậy thì được Bà nhận hết đúng không? Bà hãy mở một cuộc họp báo nói là mình không thể ngồi tù vì bệnh lãng trí của người già. Trước khi vụ quỷ đen của Chinh quan của kết thúc, bà hãy ở yên trong viện điều dưỡng để trị bệnh đi. Những gì bà hứa với tôi, nhớ là phải làm cho được. Được rồi, được rồi mẹ hứa với con sẽ làm theo lời con mà chủ tịch chủ tịch không sao chứ chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa vì sự an toàn của con trai tôi tôi có thể quỳ gối mười lần cũng được Xin lỗi cô đi đâu Anh làm ơn cho xe chạy đi Khuôn mặt ác ma của giám đốc tập đoàn Chin Quan Đồng lõ bắt cóc cháu gái Giám đốc cô Thuy Hy là thủ phạm sao Chồng Yên đã bắt đầu ra tay rồi. Không còn bao lâu nữa, bộ mặt xấu xa gớm ghiếc của chị Thê Hy sẽ bị phơi bày ra ánh sáng cho mọi người cùng nhìn thấy. Bây giờ anh sẽ tự thú có đúng hay không? Quỷ đen của tập đoàn Chinh Quan. Phải. Tôi sẽ khai hết sự thật với cô về quỷ đen bí mật của phòng triển lãm Chinh Quan và tập đoàn tất cả từ lớn tới nhỏ đều do một mình giám đốc Gô Thê Hi chỉ thị.